Các bạn ơi, các bạn có biết slime là gì không? Đây là một trò chơi có nguồn gốc từ nước ngoài và đây là một hỗn hợp của đất sét, gel làm sệt và gel kết dính. Wow! Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go! Đi thôi, vô đây. À em ơi, chị có đăng ký chơi slime á. Wow, quá trời topping luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến qua bên khu vực này để mình chọn màu của đất sét nha. Wow, có nhiều màu quá. Màu hồng, màu vàng, màu hồng lợt nè, màu vàng dạ quang nè. Chloe lấy màu hồng hay màu vàng dạ quang? Rồi, Chloe đã chọn màu vàng dạ quang rồi nha các bạn ơi. Đây là các loại topping mà mình sẽ có ở đây. Mình sẽ chọn bất kỳ loại topping nào và bỏ vào hũ này ha. Sau đó là mình để cho đầy hũ là được. Rồi, Cúc chọn trước nha. Đâu để coi. À, chọn ngôi sao màu hồng nè. Wow, dễ thương quá à. Đây nè các bạn ơi, các bạn coi thử. Thôi, đang làm gì đây? Chọn chữ hả? Ừ, được á, để Cúc chọn coi. Đây là có chữ đàng hoàng nha các bạn, chữ happy. Rồi, để coi chọn cái nào nữa nè. Cái này. À mà thôi, chọn cái này đi. Wow. Coi ơi, chọn đi. Đây, Cúc chọn viên kẹo. À, chế banh màu cam hả? Rồi, banh màu nâu luôn. Đủ một cặp. Chọn cái gì nữa ta? Đây, xanh đỏ tím vàng. À, đây là chữ nè. Đâu để coi, lựa chữ. Thôi coi. Wow. Nè, bỏ vô đây nè. Phù, cuối cùng thì cũng đã lựa được chữ C-H-O-L-E. Chloe ơi, coi nè, tên của ai đây? Rồi, bỏ mấy cái chữ này vô luôn nha. Lấy cái gì tiếp theo đây ta? Rồi, sắp đầy rồi. Một ít cái này, một ít cái này. Thêm cái này nữa. Rồi, cho cái này luôn.
đầy rồi các bạn ơi. Bây giờ topping của mình đã full rồi. Rồi mình đi qua bên đây ngồi nè. Qua đây ngồi đợi anh đi. Lát anh ra anh hướng dẫn cho mình làm tiếp. Khơi ơi qua đây. Qua đây ngồi nè. Các bạn ơi, trong lúc chờ đợi thì mình đi qua tham quan khu làm xà bông nha. Chà, có quá trời đồ luôn. Đây là cục xà bông hình bông hoa. Đây là hình gì đây? Cũng hình bông hoa luôn. Đâu? Đi qua bên đây coi thử coi bên đây là gì nè. À, đây là nguyên vật liệu để làm nên cục xà bông. Rồi anh quay anh ra rồi kìa. Thôi Vi ơi qua đây. Mình đi qua đây thôi Vi ơi. Mình sẽ chọn mùi nha các bạn. Nó sẽ có rất là nhiều mùi. Khôi ơi chọn mùi nào? À chọn dâu hả? Đâu để coi. Mận. Đào. Ừ cũng được. Bây giờ mình sẽ cho một ít màu vào trong cái tô này nha. Sau đó ở trong cái tô này nó có sẵn nước rồi thì mình chỉ cần quậy lên thôi. Đi thôi. Đi qua đây Khôi. Rồi ngồi xuống. Rồi ngồi xuống ghế. Các bạn ơi, đây là cái hộp slam. Sau khi thành phẩm thì mình sẽ bỏ slam vào đây nha. Ở trong đây nó sẽ có cái chất gel màu trắng. Đây chính là cục đất sét mà Chloe đã chọn màu vàng. Bây giờ mình sẽ xé cái cục đất sét này ra. Chloe ơi, gọi thử coi cái cục đất sét này làm sao. Rồi đưa lại cho anh đi. Các bạn ơi, bây giờ đây là một miếng đất sét nguyên vẹn của nó nè. Mình sẽ bắt đầu chia nó ra thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong cái tô ha. Rồi, Khôi ơi, Khôi một nửa khúc một nửa nha. Đó, mình cho vô xong rồi mình sẽ quậy lên. Ngắt nó ra và bỏ vô tô. Mình sẽ dầm cục đất sét này ra cho nó mềm một xíu nha. Đó, quậy quậy nó trong nước vậy nè cho nó thấm. Bây giờ khơi quậy đi rồi cút đứng cút xé cái này vô cho. Thích không Khôi?
Lần đầu tiên Chloe mới làm slam đó nha mấy bạn. Quậy lên đi Chloe ơi. Đúng rồi, quậy lên vậy đó, cho nó mềm. Nhìn sao ta? Thêm thêm. Sao xong rồi? Các bạn ơi, bây giờ nước thì nó cũng hơi vàng rồi nè. Đất sét nó cũng mềm ra một tí rồi. Mình sẽ cho cái treo này vô nha. Rồi đổ vô. Chịu. Tinh tinh. Tiếp theo mình cho gel làm sạch vô nha. Cho một tí à. Các bạn ơi, đây là gel làm sạch nè. Mình sẽ cho cái gel này vô trong đây. Sau đó mình quậy 10 vòng. Rồi sau đó mình lại tiếp tục cho vào tiếp. Và cứ như vậy nó sẽ đặt sạch lại. Thôi ơi, quậy tiếp đi. Đúng rồi, quậy 10 vòng nha. Cái này giống cái chai dán sách ở nhà mình quá ha. Đâu rồi, xong chưa? Bây giờ nó hơi đặc đặc lại rồi nè mấy bạn ơi. Nó có màu vàng luôn. Quậy nhanh lên. Cho thêm một tí nữa. Yeah, quậy lên. Nó bắt đầu nó sánh lại hơn hồi nãy rồi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ cho thêm một tí nữa nha. Quay lại 10 vòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay quá, bây giờ nó sệt sệt lại nè. Bây giờ nó đã sệt hơn lúc đầu rồi. Đó. Cho cái phần còn lại vô luôn. Rồi quậy lại nha. Chloe ơi, thích không? Số 1. Đâu? Đưa cho Cúc coi coi. Quậy lên. Thấy chưa? Hơi sệt rồi đó. Bây giờ là phải dùng cả bàn tay để mình đánh lên nè. Cứng quá. Hỗn hợp bây giờ nó đã sạch sạch rồi nè các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ slam nó đã xong rồi nè. Mình sẽ chút nó ra đây ha. Rồi vô không có vết tay. Wow, mát mát là nó. Chloe ơi, qua đây. Qua đây làm slam nè. Để lớn. Đã quá. Mát mát, không dính tay. Bây giờ mình sẽ lấy một ít slam ra. Mình sẽ nhào tới nhào lui và tán cái cục đất sét ở trong cái slam ra cho nó hòa với lại cái slam luôn. Thì lúc đó cái slam của mình nó sẽ đẹp hơn. Trời ơi, sao mà nó cứng quá vậy nè. Không, làm luôn đi rồi lát nữa rửa tay. Mềm lên nha mấy bạn.
các bạn ơi, cột slime này bây giờ nó đã mịn hơn hồi nãy rồi nè. Đó, thấy không? Nó không có dính tay. Mình sẽ cho topping vô nha. Wow, lấy một ít bỏ vô trước nè. Do nó lại cho nó tròn. Cho topping tiếp tục vô. Giờ đây thì thấy topping nhiều hơn slime rồi. Tinh tinh. Xong. Để nhúng nó vô đây nha. Bên này. Cha cha. Topping quá trời luôn. Các bạn ơi, cục slime này bây giờ xong rồi nè. Mình sẽ bỏ nó vô hũ ha. Đó, bỏ vô. Xong lát nữa cái slime kia xong là mình sẽ bỏ vô cho nó đầy hũ luôn. Các bạn ơi, buổi review về slime và kick cams hôm nay là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người vào tuần sau nha. Thôi ơi, chào các bạn đi. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, hãy like, share và subscribe để kênh YouTube của mình sẽ có nhiều video thú vị hơn nha. Thôi ơi. Yeah. High five, high five. Yeah. High five lần nữa đi. Yeah.